Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 5 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 7 cho ý kiến về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2035. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, dự án luật di sản văn hóa sửa đổi cần tập trung thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng về bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa thành các chính sách, quy định cụ thể, có tính khả thi cao. Quan trọng và cần nhất là quy định chính sách gì để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa không bị mai một, nhất là chuyển đổi số trong văn hóa, số hóa di sản văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 đến 2035, chỉ rõ chương trình có dự kiến tổng mức đầu tư lớn, diễn ra trong thời gian dài, có phạm vi tác động lớn, nhận được sự quan tâm lớn của cử tri và nhân dân cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban Văn hóa Giáo dục cần tính đến nguồn lực để thực hiện chương trình này, trong đó có nguồn lực con người, cơ sở vật chất, kinh phí, điều kiện, đồng thời bàn kỹ việc huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực như thế nào cho trọng tâm, trọng điểm. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức phiên họp lần thứ tư. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất VNEID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Yêu cầu này được Chính phủ đưa ra trong bối cảnh hiện nay, mỗi người dùng thường có nhiều tài khoản dịch vụ công được cấp bởi các bộ ngành, địa phương khác nhau, gây ra nhiều bất tiện như khó quản lý thông tin cá nhân hay phải nhớ nhiều tài khoản giao dịch và mật khẩu. Đánh giá những lợi ích của VNEID, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành, địa phương quyết tâm thực hiện mục tiêu thống nhất sử dụng một tài khoản là VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước. Các bộ ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, kết nối cơ sở dữ liệu và hạ tầng để bảo đảm việc sử dụng tài khoản VNEID được thông suốt, thiết lập kênh thông tin để trao đổi, phản hồi những khó khăn vướng mắc nảy sinh. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng làm sạch dữ liệu thuê bao di động, bảo đảm 100% SIM điện thoại phải có chính chủ, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật. Đối với các địa phương, cần tập trung đầu tư hạ tầng, tích cực tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương khác, nhất là về đầu tư hạ tầng và thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Hôm nay cũng tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp nghe báo cáo phương án đầu tư mở rộng đoạn thành phố Hồ Chí Minh Long Thành thuộc dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là đoạn đường có lưu lượng tham gia giao thông liên tục tăng cao. Dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây giai đoạn 1 đưa vào khai thác từ ngày 30 tháng 6 năm 2016 với tổng chiều dài 55 km, trong đó phân đoạn thành phố Hồ Chí Minh Long Thành khoảng 26 km. Từ khi đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện tham gia trên đoạn thành phố Hồ Chí Minh Long Thành liên tục tăng cao. Dự kiến năm 2025 sẽ vượt 25% năng lực thông hành với 4 làn xe hiện hữu. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC đề xuất mở rộng đoạn từ nút giao đường vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với quy mô 8 làn xe, bảo đảm khả năng mở rộng lên 10 làn xe. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc mở rộng đoạn thành phố Hồ Chí Minh Long Thành là vấn đề cấp thiết, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Việc quyết định phương án đầu tư dựa trên tiến độ và hiệu quả kinh tế, vì vậy cần lựa chọn phương án đầu tư phù hợp để triển khai các bước tiếp theo. Cho ý kiến về phương án giao cho VEC làm chủ đầu tư, Phó Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính sớm tổng kết mô hình hoạt động của VEC, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực của VEC, đáp ứng đủ điều kiện thực hiện những dự án đầu tư giao thông trọng điểm. Đồng thời yêu cầu VEC khẩn trương xây dựng báo cáo tiền khả thi, các phương án về huy động vốn, giải phóng mặt bằng và phương án tài chính của dự án. Thưa quý vị, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm đến đời sống của người có công, thân nhân liệt sĩ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn tình trạng chưa thỏa đáng. Vì vậy, đề nghị ngành thương binh xã hội địa phương quan tâm hơn nữa và ưu tiên giải quyết cho các trường hợp đủ điều kiện. Liên quan đến lĩnh vực đất đai, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lãnh đạo địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc trên tinh thần bảo vệ quyền lợi người dân nhưng phải đúng với pháp luật.
vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Sáng ngày 2 tháng 5 tại thủ đô Paris của Pháp, nhân dịp tham dự hội nghị Hội đồng Bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD năm 2024, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Tổng thư ký OECD, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia, Thứ trưởng Ngoại giao Litva, Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Maroc và Bộ trưởng Ngoại giao Peru. Tại cuộc gặp với Tổng thư ký OECD, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn OECD phối hợp cùng Việt Nam tập trung triển khai hai trọng tâm hợp tác quan trọng, giúp Việt Nam hiểu rõ hơn và đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách quản trị toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, thuế, kinh tế, phát triển, chính sách số, đầu tư, khoa học công nghệ. Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít, hai bên đánh giá cao sự hợp tác tin cậy hiệu quả và phối hợp chặt chẽ giữa hai bộ ngoại giao, thể hiện qua việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng, nhất trí cùng triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có. Trong các buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Croatia, Thứ trưởng Ngoại giao Litva, Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Maroc, Bộ trưởng Ngoại giao Peru, các bên đều thống nhất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực như chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch, ngân hàng, tài chính, giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp cùng với gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức lễ giới thiệu sách Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Là Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công trình, bài viết về chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuốn sách Điện Biên Phủ của Đại tướng ra mắt lần này được tái bản lần thứ 9, có hiệu chỉnh bổ sung một số bài viết và tư liệu, sự kiện lịch sử liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ, do con trai Đại tướng sưu tầm, tuyển chọn theo di huấn của ông. Cuốn sách gồm 3 nội dung, phần thứ nhất, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mặt trận Điện Biên Phủ, phần thứ hai, Điện Biên Phủ, phần thứ ba, các bài viết về Điện Biên Phủ. Ông luôn luôn tìm những cái thông tin, tài liệu chính xác nhất, gặp gỡ các đồng chí, gặp gỡ đồng đội, đồng bào để viết cho cuốn Điện Biên Phủ. Tại buổi lễ, độc giả cũng được lắng nghe những chia sẻ từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng những người lính đã sát cánh bên Đại tướng trong những năm tháng chiến đấu vì nền độc lập tự do của dân tộc. Thưa quý vị, đã 70 năm trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu vẫn vẹn nguyên trong ký ức của những chiến sĩ đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch năm xưa. Trong đó có những chiến sĩ trực tiếp tham gia 3 đợt tấn công từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954. Những kỷ niệm ký ức về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt, về một thời gian khổ nhưng hào hùng vẫn không hề phai nhạt. Năm 1953, ông Đỗ Tiến được điều động vào Trung đoàn Pháo Cao Xạ 367. Đây là Trung đoàn Pháo Cao Xạ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự xuất hiện của pháo cao xạ trên chiến trường Điện Biên Phủ là một bất ngờ lớn đối với thực dân Pháp. Nói về ký ức sâu đậm nhất trong thời gian tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Tiến không thể nào quên sự hy sinh anh dũng của khẩu đội trưởng Tô Vĩnh Diện đã dũng cảm lấy thân mình chèn pháo. Tên người của anh ấy là thấm máu, mà tất cả những anh em chúng tôi chứng kiến cái giây phút đó, anh nào cũng rơi nước mắt. Và chúng tôi coi đó là một cái mẫu mực về một cái tấm gương mà chúng tôi sẽ mang vào trong trận đánh sắp tới. Ngày 13 nổ súng, thì ngay ngày 14 chúng tôi đã phải nổ súng chiến đấu với lực lượng không quân của thực dân Pháp. Và ngay trong hôm đó là chúng tôi đã bắn cháy 6 máy bay. Và suốt chiến dịch thì chúng tôi đã bắn hạ 62 chiếc và bắn bị thương hơn 100 chiếc ở Điện Biên Phủ. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Tiến tiếp tục tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968, chiến dịch Đường 9 Khe Xanh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1972, ông được điều động về giảng dạy tại Học viện Lục quân cho đến lúc nghỉ hưu. Chúng con nhận thức được trách nhiệm của mình, sống làm sao cho xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của các bác, các cụ đã đi, của các thế hệ đi trước, và từ đó là rút ra được những cái trách nhiệm của mình là cần phấn đấu, luôn luôn nỗ lực học tập,
rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành những người công dân tốt có ích cho xã hội, giúp thế hệ trẻ hiểu được cái bối cảnh của đất nước, của dân tộc trong những năm 1953-1954, và từ đó thì sẽ hiểu sâu thêm về cái chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Khi đất nước đã hòa bình, người lính Điện Biên năm xưa vẫn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Ông Đỗ Tiến cũng không quên nhắc nhở động viên con cháu tiếp tục phát huy tinh thần hào khí Điện Biên, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Thưa quý vị, hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày hôm nay, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm tặng quà các chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Lãnh đạo Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Đoàn công tác mong muốn cấp ủy chính quyền các địa phương tại cơ sở tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đối với các gia đình chính sách, các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn và động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham gia các phong trào, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Ngày 3 tháng 5 tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra lễ trao tặng huân chương hữu nghị của chính phủ Việt Nam cho các sĩ quan cao cấp và cán bộ Campuchia đã có thành tích trong phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Ban tổ chức đã trao tặng 470 huân chương hữu nghị của nhà nước Việt Nam cho các chiến sĩ quân đội, tỉnh trưởng, thị trưởng cùng lực lượng hiến binh và công an đã có nhiều thành tích trong phối hợp cùng các đội quy tập của Việt Nam tiến hành tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 25 tỉnh và thủ đô của Campuchia. Trong giai đoạn 2001-2023, các đội công tác của hai bên đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương 20.852 bộ hài cốt liệt sĩ. Hiện còn hơn 4.000 hài cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm. Đại sứ quán Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh đến khi không còn thông tin về nơi an táng hài cốt liệt sĩ. Sáng ngày 3 tháng 5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với công ty Samsung Việt Nam tổ chức lễ khai giảng chương trình phát triển nhân tài công nghệ tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Đây là hoạt động hợp tác đầu tiên giữa tổ hợp Samsung tại Việt Nam và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia nhằm hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn đến năm 2030 của Việt Nam. Trong chương trình phát triển nhân tài công nghệ triển khai tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Hòa Lạc năm nay, Samsung Việt Nam sẽ phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia triển khai hai lớp đào tạo về trí tuệ nhân tạo, hai lớp đào tạo về Internet vạn vật kết nối và hai lớp đào tạo về dữ liệu lớn dành cho khoảng 200 sinh viên đến từ một số trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học FPT. Ngoài ra, học viên tham gia khóa học được hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn miễn phí. Các học viên có thành tích xuất sắc sau khi tham gia chương trình sẽ có cơ hội thực tập và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung tại Việt Nam. Thời gian các khóa học dự kiến diễn ra từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 8 năm 2024 tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Hòa Lạc. Thưa quý vị, năm 2024, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức vẫn đeo bám nền kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được coi là động lực tăng trưởng quan trọng. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm, ngoài một số đơn vị đạt được kết quả tích cực, thì vẫn có nhiều bộ ngành địa phương có tiến độ giải ngân dậm chân tại chỗ. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 từ đầu năm đến hết tháng 3 là hơn 80.000 tỷ đồng, chỉ đạt 11,43% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tính đến tháng 4 vẫn còn 7 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là 0%, 25 địa phương tỷ lệ giải ngân dưới 15%. Rất nhiều cái vốn đầu tư công chưa giải ngân được, như vậy điều đó nó phụ thuộc vào cái thủ tục giải ngân thôi. Như vậy chúng ta phải xem lại cái quy trình giải ngân, thủ tục giải ngân, cách thức giải ngân của chúng ta, cách thức đánh giá dự án, phải quay lại cái đó và quay lại chúng ta về thì chiến lược đầu tư công chúng ta cần phải sửa đổi trong điều kiện mới. Thì may ra thì đầu tư công chúng ta mới hoàn thành được cái kế hoạch. Năm 2024, tổng nguồn lực đầu tư công thấp hơn đáng kể so với năm ngoái.
hơn 657.000 tỷ đồng so với hơn 711.000 tỷ đồng. Do vậy, nhiệm vụ giải ngân để thúc đẩy tăng trưởng càng quan trọng hơn bao giờ hết. Đầu tư công của chúng ta đã triển khai rất là mạnh mẽ trong khoảng 3-4 năm vừa qua. Tuy nhiên, chúng tôi thấy là cần quan tâm hơn về chất lượng đầu tư công. Theo đó thì qua cái kết quả sơ bộ đánh giá thấy rằng là cái chất lượng đầu tư công của chúng ta nó không có phần cải thiện, thậm chí có một số khu vực, một số địa phương nó có phần giảm sút. Cái thứ hai là đầu tư công chúng ta là không đồng đều, tức là có bộ ngành, có địa phương thì làm rất tốt, nhưng có địa phương, có bộ ngành thì làm rất chậm, và theo đó thì cái hiệu quả của nó cũng sẽ bị giảm sút. Theo các chuyên gia, nhiều địa phương hiện còn gặp khó khăn trong chính sách, công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là việc xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, tái định cư hay khó khăn liên quan đến biến động giá nguyên vật liệu, nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng. Để giải quyết, cần tăng cường ứng dụng công nghệ và thực hiện thủ tục đầu tư, quy trình cấp vốn, rút gọn tối đa các thủ tục không cần thiết để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Sáng nay, Hiệp hội Sữa Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo thông tin về triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ tư tại Việt Nam với chủ đề Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh. Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ tư tại Việt Nam sẽ mở cửa đón khách từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 năm 2024 tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện quốc tế được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại Việt Nam với vai trò xúc tiến thương mại, là cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác đầu tư hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành sữa Việt Nam. Sẽ có khoảng 200 gian hàng trưng bày các sản phẩm sữa đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Đan Mạch, Hoa Kỳ, Pháp, Thụy Sĩ. Qua đó, người dân được tư vấn dinh dưỡng, kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình một cách khoa học và hợp lý khi sử dụng các sản phẩm được chế biến từ sữa. Ngày hôm nay, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống văn bia tại di tích quốc gia đặc biệt Núi Non Nước. Các nhà nghiên cứu ở Trung ương và địa phương tập trung thảo luận, phân tích, đi sâu làm rõ một số vấn đề về vị trí lịch sử của Núi Non Nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vùng đất Ninh Bình nói riêng, đất nước nói chung, xác định rõ kho tàng di sản Hán Nôm Núi Non Nước, giá trị sử liệu, văn liệu nổi bật của thơ văn Núi Non Nước, định hướng công tác quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Núi Non Nước, xây dựng điểm đến du lịch và tham quan cho du khách. Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến các chuyên gia trong nước và quốc tế, các cơ quan quản lý di sản văn hóa ở Trung ương và địa phương để xây dựng hồ sơ, đề cử, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ghi danh, hệ thống văn bia tại di tích vào các danh sách di sản tư liệu của UNESCO. Thưa quý vị, chiều nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Kim Sang-sik, người Hàn Quốc, làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, bắt đầu tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik yêu thích sơ đồ 4-3-3 hoặc 3-4-3 với trọng tâm triển khai bóng và tấn công từ khu vực trung lộ. Ông cũng từng giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất K-League 2021, huấn luyện viên xuất sắc nhất Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc 2022. Đáng chú ý, đội ngũ trợ lý cho huấn luyện viên Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ có một vài gương mặt quen thuộc đã gặt hái không ít thành công dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Mục tiêu trong năm 2024 dành cho tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam trước mắt là hai trận đấu cuối ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, gặp Philippines sân nhà ngày 6 tháng 6 và Iraq sân khách ngày 11 tháng 6. Lễ ký hợp đồng và ra mắt tân huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2024. Đây là lúc mà các thí sinh tận dụng tối đa thời gian để ôn luyện. Các trường cũng lên chương trình phụ đạo, mở lớp ôn tập tình thương cho các em có học lực yếu, với mục tiêu phấn đấu tất cả đều có được kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay. Năm học này, Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên có 14 lớp khối 12 với 615 học sinh. Ngay từ những ngày đầu học kỳ 2,
nhà trường đã có những lớp ôn tập đặc biệt dành cho các học sinh có học lực yếu với mục tiêu tất cả học sinh đều thu được kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay. Kiểm tra lại các em mà có những cái bộ môn nào đó hoặc là có nguy cơ không tốt nghiệp thì sẽ phân loại ra, sẽ bố trí các cái giáo viên bộ môn giàu kinh nghiệm đỡ mà dạy. Nhằm củng cố kiến thức cho học sinh yếu, từ đầu học kỳ 2, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tây Hòa vừa dạy chương trình kiến thức mới, vừa ôn tập kiến thức cũ cho học sinh và bắt đầu kiểm tra giữa kỳ, tổ chức thi thử tốt nghiệp để có kế hoạch ôn tập trong giai đoạn tiếp theo. Nha, em giải lại các đề cũ của các sở ngành để thi, kết hợp với việc luyện bài tập mới. Cùng với đó là em tham gia các nhóm học tập, trao đổi kiến thức để có thể chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi sắp tới. Chương trình phổ thông năm nay thì cuối cùng, năm cuối cùng của chương trình 206. Đây là cái chương trình hết sức là quan trọng. Và sau khi các em kết thúc khóa học này thì khóa học năm sau sẽ là chương trình mới. Vì vậy nhà trường hết sức tập trung là quản lý, mở tổ chức, mở lớp, phối hợp với phụ huynh học sinh để là tổ chức dạy và học cho các em thật là chặt chẽ ngay từ đầu năm học. Hiện, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã chủ động cho học sinh xác định nguyện vọng chọn bài thi tổ hợp, xây dựng nội dung ôn tập và kế hoạch bài dạy theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đang chủ động ôn tập cho học sinh, giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2024.